Tuấn Voi, bác tên Tuấn nhưng mà tại vì bác hơi bé con rồi đó. Hai. Nickname là Voi. À, là Voi. Phú. Nó gọi tôi nè. Phú. Gọi là Phú Lít. Phú Lít. Phú Sư Voi. Phú Lít là biết gì không? Phú Lít. Palace. Palace. Yes, I am a Palace. My nickname is a Palace. Tính hả? Này là Kim. Tính á. Tính Kim Báo. Tính Báo. Tính Lấp 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 mà hồi xưa bố rất là gầy, tụi quay thấy chụp hình đó hồi xưa à, cái đầu bự mà người cho đầu không, mà tao lại lấy tóc dài nữa, cái đầu đâu à, nó kêu đầu bò, đầu bò. Còn đây là bác phó mà khinh đao cuồng sĩ. Ngày nhớ ngày xưa này mất. Khinh đao cuồng sĩ. Không có giá trị, không có giá trị. Voi với quốc đầu bò mới là có giá trị. Voi mà, voi mà. Không có giá trị. Cuồng sĩ rồi nói là ngày nó không biết. Không biết. Mà coi vậy nó từ đâu. Khinh đao cuồng sĩ. Một là gọi là Light Blade mà gọi là Batman. Đi đó. Đó là cái đao, là cái đao rồi đó. Light là nhẹ đi. Light the blade. À, Light Blade, Batman. Là cái người giữ lưỡi dao cạo nhẹ được không? Light Scalpel. Chính đao là đao đó. Ở Tân Trí. Ở Tân Trí. Nó đang từ thiện. Nó đang từ thiện. Ở đây nó đi khám từ thiện á. À, vậy hả? Nó đang chạy luôn. Chạy chờ. Đúng rồi. Tao mấy bữa nay về phá giới rồi chứ khó quá, tao phải đi ăn đi về đi ăn đám cưới. Sao vậy? Ok. Không sao, tao đâu không sao. Kệ. Cái anh mạnh cái đó là thường. Không ăn thua. Anh chay có lợi ích gì? Không có lợi ích gì hết. Đó, anh chay lợi ích gì? Rồi thì có lợi mà nó không còn. Không có lợi gì hết. Rồi thì có lợi mà nó không còn. Không, à, không có lợi gì hết. Anh chay nó nhẹ cũng tiền. Rồi chay mất lắm à. Đã có mà. Không chay ở đường mà gì coi. Mất lắm à. Đặt nhà hàng đặt tới thì anh chạy đặt ra nay rồi biết làm gì. Để có cái menu ra rồi đâu muốn lùa chấm với tương bắp để là xong. Còn bông thì là cái gì trao nghiền nó ra cho mày là nhiều hình lắm, ta cắt cái đầu đây nhét cái này cái kia mày phọc cho. Ê cuối lúc làm sao mà có cái nháy nháy theo vậy mày. Photoshop. Bà xã là nói đó. Bây giờ về thế là phải đi học anh Phú cái nháy nháy đó. Tại vì tao có mấy con cháu chụp hình đó. Bây giờ nó phải làm cho con mấy con cháu là nó nháy nháy vậy. Mày nghĩ mấy cháu ở tao đây, tao cho nó nháy nháy rồi. Nháy nháy tay rồi. Nhắm mắt rồi. Nhất rồi đó. Mày mấy cái hình đó là tao làm cho. Cái hình nháy nhất đó là cái hình mà con lửa. Ừ, nó kẹt cái đuôi đó. Mình kêu là bốn thằng mà đang là